xin chào anh em. Vâng, hôm nay thì mình có về một kiện hàng là những chiếc K40 Gaming. Thì đây là những chiếc điện thoại mà gần đây đang làm anh em phải nói là sôi sục luôn, bởi vì là những chiếc gaming phone với giá rất là rẻ và cấu hình rất là cao nhá. Ngày trước thì anh em lo ngại cái vấn đề là không dùng được Google, nhưng bây giờ thì Google chúng ta có thể dùng thoải mái rồi và chỉ cần chờ để cài ROM quốc tế thôi, cài ROM tiếng Việt thôi. Đó, thì ngày hôm nay thì có điều đặc biệt hơn. Lần trước thì mình chỉ về RAM 6 và RAM 8 thôi. Mình bán thì chỉ có hơn 8 triệu thôi. Chi tiết anh em xem lại website là msm.vn nhá. Nhưng hôm nay cái đặc biệt là về toàn là bản RAM 12GB anh em ạ. Đây, toàn RAM 12GB luôn, cấu hình cao nhất luôn, RAM 12GB bên trong 128. Và mình muốn nói với anh em rằng MSM hiện tại đang phân phối những chiếc K40 Gaming RAM 12GB với giá rẻ nhất thị trường. Giá của nó chỉ hơn 9 triệu một tí thôi. Có nghĩa là nó chỉ đắt hơn RAM 8GB có vài trăm nghìn thôi anh em nhé, có hơn 9 triệu một chút xíu thôi. Chi tiết thì anh em vào msm.vn để cùng xem. Đó, chi tiết thì vào msm.vn để cùng xem là giá cụ thể lúc đấy là bao nhiêu. Còn bây giờ mình nói như mấy hôm nữa thì giá nó rẻ hơn thì thấy là nó hớ đúng không? Thế nên là mình nói với anh em là nó chỉ hơn 9 triệu thôi. Còn một thời gian sau nó dưới 9 triệu thì mình sẽ làm clip khác sau. Đó, ngày hôm nay thì chủ yếu là mình muốn giới thiệu anh em là mình về rất nhiều đây anh em nhìn này. Đó, rất nhiều, đặc biệt có một chiếc về duy nhất một chiếc là Lý Tử Long thôi. Chút nữa thì mình sẽ mở hộp chiếc này nhanh và hướng dẫn anh em cái cài Google nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta cùng xem này. Đó, anh em nhìn thấy không? Toàn RAM 12GB thôi, toàn RAM 12GB thôi. Đó, anh em nhìn nào. Toàn về RAM 12GB và mình vẫn về đủ màu nhá, là đen này, trắng này, bạc này. Đó, đen trắng bạc đủ màu luôn. À, có một chiếc Black Sat 4 nữa này. Black Sat 4 này thì mình bán chỉ tầm chưa đến 10 triệu anh em nhé, chưa đến 10 triệu trước này. Đó, chưa đến 10 triệu cũng hơn 9 triệu thôi. Chi tiết anh em cứ comment dưới video thì mình sẽ báo sau. Đó. Đó, à có về cả K40 nữa. Đó, nhưng mà đây, ở đây thì mình đang có một chiếc mình bóc sẵn rồi. Đây là K40 Gaming nhá, K40 Gaming. Chiếc này thì mình vừa bóc ra, mình kiểm tra rồi. Đó, chiếc này thì mình sẽ bán rẻ lại cho anh em. Chi tiết anh em cứ comment bên dưới để mình sẽ báo. Đây là màu bạc nhá. Đó, bây giờ mình sẽ mở hộp nhanh chiếc màu vàng Brooklyn xem là liệu nó có khác hay không, và khi mà mình cài Google như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn anh em. Đó, đây nhá. Bây giờ là mình sẽ mở hộp chiếc Brooklyn này. À, mình sẽ kéo dưới này để cho cái màn hình nó hơi đẹp một tí, cái bàn hơi xấu nhỉ. Đây, mình sẽ kéo đây nhá. Đó, anh em nhìn thấy này. Đây là K40 Gaming bản Lý Tử Long. Thì nó có khác gì không? Thì đầu tiên ấy, đây mình sẽ có một chiếc box sẵn để mình so sánh nha. Đầu tiên thì cái hộp nó sẽ khác này. Đó, anh em thấy không? Cái hộp nó sẽ to hơn. Cái hộp nó sẽ to hơn nhá, à, to hơn cả về chiều ngang, chiều dài và chiều rộng. Là nó sẽ to hơn. Đó, một điều khác biệt như vậy là nó sẽ to hơn này anh em nhìn nha. Đó, chiều ngang to hơn. Đó, rộng to hơn. Chiều cao cũng to hơn luôn. Thì liệu bên trong nó khác gì hay không? Đó, thì bây giờ mình sẽ làm clip bóc hộp nhanh và cài hướng dẫn anh em cài Google nhá. Mình sẽ bóc hộp chiếc máy này ra. Mình sẽ mở hộp này. Đây anh em nhìn nhá, bây giờ nó hoàn toàn là nguyên siêu. Đây bây giờ anh em có thể nhìn thấy nhá. Ở trên hộp nguyên siêu đi lông thì nó hoàn toàn là như này thôi. Đó, ở cái hộp nó khác anh em nhìn này. Đây là chiếc hộp K40 thông thường. K40 Gaming thông thường thì nó như này, còn Gaming thì Lý Tử Long thì sẽ như này nhá. Đầu tiên là bên này nó có chữ ký của Lý Tử Long này. Được in ở đây này. Đó, ở đây thì nó sẽ có là tên của Lý Tử Long Brooklyn này bằng tiếng Anh, và là King of Kung Fu, nghĩa là vua của Kung Fu ấy. Đó, phiên bản Spec Edition. Đó, anh hiểu không? Phiên bản đặc biệt Lý Tử Long. Wow. Đó, có một cái màu vàng và cái giả đen đây, nó như cái bộ quần áo nổi tiếng của Lý Tử Long anh em nhá. Đây, ở đây thì có logo của Lý Tử Long này. Đấy, có hình ảnh của Lý Tử Long ở đây dưới này nhá. Đó, có một mũi tên để mở ra như này. Bên này thì đây chắc là cái bản lề của nó. Còn phía dưới bên dưới này, đó, anh em nhìn thấy nhá. Điều đặc biệt của chiếc K40 Gaming hơn những chiếc K40 thường ấy là nó có hỗ trợ âm thanh của, đây này, nó có hỗ trợ âm thanh của UBL. Thì mình thấy cái lạ cái là không hiểu sao ở trên chiếc Brooklyn này thì nó không in logo của UBL nhá. Đấy, nó chỉ có hai Rest Audio này. Đấy, các tiêu chuẩn của thị trường Trung Quốc. Đây là phiên bản nội địa của thị trường Trung Quốc anh em nhé. Hiện tại mới chỉ có nội địa Trung Quốc thôi. Phiên bản quốc tế của nó là F3 Pro GT ấy, thì phiên bản đấy sắp tới sẽ có. Và khi có thì chúng ta sẽ có tiếng Việt để cài vào những phiên bản này, đúng không? Đó, thì ở đây chúng ta có thể thấy là phiên bản này mình đang có là bản 12GB RAM bảo trong là 256. Đó, anh hiểu không? 12GB RAM bộ trong là 256. Bây giờ mình sẽ mở hộp nhá. À, mình sẽ rạch siêu này. Mình sẽ rạch siêu này. Đó. Đây. Đây, đó, anh nhìn đâu. Mình sẽ đặt siêu nhá. Thì đây nó là cái bản lề, nó nhấc lên như này này. Đó, nó nhấc lên như này này. Đó, anh thấy không? Đó, phía trên này nó sẽ có một cái bao. Nó sẽ có một cái bao to hơn như bình thường. Chắc chắn là bên trong nó sẽ có ốp, nhưng nó không phải ốp silicone đâu. Đây, mình nhìn nhá. Nó sẽ là một cái ốp Lý Tử Long. Nó sẽ là một cái ốp như thế này. Một cái ốp nó chỉ là cái viền như này thôi. Đó, em nhìn nhá, một ốp rất đặc biệt như này.
Khi chúng ta muốn lắp vào kia chặt thì chúng ta bóc cái này ra để chúng ta dán vào. Mình sẽ để nguyên nhá, giờ mình không ấy vào. Đó, bên này thì nó có nút nguồn này, bên này sẽ có nút trái và phải để chơi game này, bên này nó sẽ là cả búng vân tay và phím bên nhầm, đây là phím volume này, đây là phím nguồn này, đấy cả búng vân tay luôn. Sách hướng dẫn sử dụng nó sẽ là rất là đơn giản và là vàng, đây là giấy bảo hành thôi, đây là giấy bảo hành của Trung Quốc. Đấy, đen vàng, rất là đặc biệt đây, và sẽ không có sách hướng dẫn sử dụng kèm theo nha. Đó, đây là sản phẩm chính này. Mình sẽ bỏ qua bên nhá, dấu này. Đấy, bỏ qua bên này tí chúng ta sẽ xem sau. Thực ra rất là nhiều người review ở trước lý do rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được bóc ra. Lần trước thì mình bán và khách hàng của mình bóc ra thôi chứ mình không được bóc. Đây là lần đầu tiên mình được bóc nha. Đó, bên trong này thì nó sẽ như này thế này. À, nó sẽ mở ra như này. Hình như là cái này không mở được. Đó, cái này sẽ rút ở đây thì phải này. Đúng rồi. Sẽ rút ở đây này. Đó, bên trong nó sẽ là bộ sạc. Nó sẽ là bộ sạc 67W màu vàng, rất là đẹp ở đây. Cảm tưởng như là đi theo máy đúng không? Đó, cảm tưởng như là chỉ thay thiết kế riêng, nhưng thực ra là những chiếc K40 thông thường nó đã là sạc màu vàng rồi. Đây này anh em này. Những chiếc K40 thông thường, K40 gaming thông thường thì theo nó đã sạc màu vàng rồi nhé, chứ không phải riêng gì chiếc Lý Tử Long đâu nhá. Đây này. Đó. Đó, IC thôi nhá. Đấy, dây sạc của sạc sẽ IC thôi. Đó, IC thôi. Chứ không phải Lý Tử Long là sẽ sạc màu vàng đâu nhá, mà có lẽ là Xiaomi người ta đã nhắm đến cái việc mà sẽ ra phiên bản đặc biệt này trước và người ta làm bộ sạc màu vàng một loạt, và sau người ta sẽ cho theo những chiếc K40 gaming bình thường cũng sẽ là sạc màu vàng như này để anh em gọi đỡ bỡ ngỡ thôi. Đó, sạc màu vàng như này nhá, rất là đẹp ở đây. Quan trọng nhất là cái dây sạc này, mình thấy thích nhất cái dây sạc này, nó thiết kế rất là thông minh để chúng ta có thể vừa chơi game vừa sạc. Này, nó sẽ là cái dạng dây kiểu như thế này chứ không phải cắm thẳng nữa. Đấy, có nghĩa là khi chúng ta cắm vào cái chiếc máy này nhá, khi chúng ta cắm vào chiếc máy như này để chúng ta chơi game đúng không? Đấy, thì nó sẽ không, gần như là nó sẽ không ảnh hưởng, nó rất là chặt và gần như là không gọi là vướng tay máy để chúng ta chơi game có thể được như này. Bởi vì khi chúng ta có cái dây dài đây, chúng ta chơi game nó sẽ bị vướng, cái này sẽ không bị vướng nhá. Nhưng mà tất nhiên rồi, chúng ta không nên dùng vừa sạc vừa dùng. Điều đó là điều rất là hạn chế nhá. Gọi chỉ biết là như vậy thôi. Chứ vừa sạc vừa dùng nhá, rất là nguy hiểm, chẳng may nó chập điện hay biết gì đó là nguy hiểm cho chúng ta. Đấy, hoặc là cũng có thể là hỏng máy, hỏng pin, hại pin. Đó, cái này thì chỉ biết như vậy thôi. Còn bây giờ đến sản phẩm chính nhá, đến chính chiếc điện thoại. Đó, nó sẽ khác như nào này. À, mặt trước là màu đen như bình thường, mặt trước là màu đen giống như chiếc K40 gaming bình thường. Đó, nhưng mặt sau lên, đó, nhìn thấy đẹp chưa? Mặt sau nó sẽ là màu vàng. Đây, nó sẽ là màu vàng. Đó, dạng kim loại. À, đây là chiếc K40 thông thường này. Đó, mặt sau nó sẽ là màu vàng. Cái phần gân của cái mép này nó sẽ là gân nổi. Cái bên này nó chỉ là hình ảnh thôi, chúng ta không có thể vuốt thấy một lớp kính thông thường, nhưng đây nó sẽ là gân nổi này. Nó sẽ là gân nổi luôn. Đó. Này, cái này nó cũng sẽ là một lớp nhựa riêng này. Đó, phía đằng sau lưng máy này thì nó sẽ không còn phải là chữ Fighting nữa, mà nó chữ là Bruce Lee, King of Kung Fu, nghĩa là Lý Hiển Long, ông vua của Kung Fu. Và dưới này nó chữ là KO. Có lẽ là viết tắt của từ Knockout ấy, giống như ở game đối kháng chúng ta hay chơi ấy. KO Fast, KO Combat và KO Fit. Đó, nó là như vậy. À, đấy, còn lại là các thiết kế khác thì nó cũng tương tự như nhau thôi. Ở trên này máy ảnh và các thứ thì cũng giống, và đèn flash cũng hình tia sét như bình thường. Đặc biệt là màu sắc rất là đẹp đúng không anh em? Và bây giờ mình sẽ mở nguồn lên và hướng dẫn anh em cách cài Google nhá. Và tất nhiên ở trên hộp thì nó sẽ không ghi là có âm thanh UBL nhá, nhưng mà trên máy thì nó vẫn ghi là âm thanh UBL bình thường này. Đó, có hỗ trợ âm thanh của UBL này. Đó, chúng ta nhìn là show by UBL nhá, âm thanh công nghệ UBL nhá. Đó, các thiết kế thì nó cũng tương tự thôi. Đúng không? Đó, đây là nút trái phải để ta chơi game này. Đấy, khi lắp cái ốp riêng của nó ở đây thì chúng ta cũng có thể dùng được cái này, nó cũng sẽ tích hợp kèm cùng luôn. Đó, để chúng ta chơi game này. Đây, khi sẵn là phiên bản là 12.5 nhé, sẵn là phiên bản MIUI 12.5 luôn, thì chúng ta sẽ kích hoạt bên trong. Đó, địa chỉ Wi-Fi bên mình, mật khẩu Wi-Fi là 170 lệnh sai, cũng như là địa chỉ ấy. Đấy nhá. Mình sẽ kích hoạt và hướng dẫn anh em cài Google. Và khi anh em nhận được máy online ấy, thì anh em sẽ mở máy ra và tương tự như này nhé. Thì anh em cứ vào kích hoạt như mình này thôi. Đó, cứ chọn tiếng Anh, bởi vì hiện tại chưa có tiếng Việt đâu. Phiên bản này hiện tại chưa có tiếng Việt. Ngày trước thì không cài được những Google như là Google Play hay là YouTube là chúng ta không thể xem được. Chúng ta chỉ có thể cài YouTube VAR để chúng ta xem thôi. Nhưng đến thời điểm hiện tại, phiên bản cập nhật mới nhất là đã hỗ trợ Google rồi, nên anh em hoàn toàn yên tâm trong cái vấn đề là máy này nó bị chặn Google nhé. Ngày trước anh em ngại mua bởi vì nó bị chặn Google, mặc dù rất ngon đúng không? Nhưng bây giờ thì không ngại rồi. Sắp tới đều có bản quốc tế nữa cơ. Bản quốc tế là F3 Pro GT ấy, là có bản quốc tế là chúng ta sẽ cài tiếng Việt. Đó. Đấy nhá, sẽ bỏ qua cái này bởi vì mình thích full màn hơn.
mới 2020 mà. Đó, bên trong thì nó cũng tương tự như là K40 Gaming phiên bản khác thôi. Đấy nha, trong cái tương tự này, nó cũng không khác gì cả. Đấy nha, anh có thể nhìn thấy vừa nó báo mình là cập nhật lên MIUI, cập nhật lên MIUI 12, đây hiện tại bây giờ là MIUI 12.5.2 nhé. Và giờ đang báo mình là cập nhật lên MIUI 12.5.5. Đây 12.5 này. Thì phiên bản 12.5.5 này thì chúng ta sẽ dùng được Google. Đó. Thì bình thường ngày xưa mình hay làm clip hướng dẫn anh em cách cài Google ấy, bằng cách là anh em vào cái Get App của Xiaomi này. Cái Get App này chúng ta sẽ có Google luôn, những chiếc K40, những chiếc điện thoại của năm 2020, 21 trở lên ấy. Trở lại về sau ấy thì nó sẽ có sẵn Google Play trang này luôn, và chúng ta không cài phức tạp những chiếc đời cũ nữa. Đó, chúng ta chỉ cần vào cái Get App này và chúng ta search là Google thôi. Đúng không? Đó, cái bàn phím thì mặc định tiếng Trung chúng ta ấn vào đây nhá, thì chúng ta sẽ search là Google này. Đó, search là Google nhá. Thì hiện tại là cái bản MIUI 12.5.2 của chiếc K40 Gaming nó sẽ không thích hợp. Anh em tìm đây không được, và anh em cài YouTube bằng file APK chúng ta cũng không thể xem được. Nó báo luôn là thiết bị này không hỗ trợ dịch vụ service của hỗ trợ dịch vụ của Google, hay là Google Service ấy, nó không hỗ trợ. Đó, thì khi chúng ta muốn cài Google chiếc máy này ấy, đơn giản thôi, chúng ta sẽ cập nhật OTA lên. Ở trên này nó báo luôn nhá. Chúng ta ấn vào update này. Cái bản cập nhật này nó cập nhật được 2-3 hôm nay thôi. Chúng ta ấn vào update nhá. Và chúng ta chờ đợi. Đó, khi chúng ta chờ đợi nó cập nhật xong thì là chúng ta có thể cài được Google thông thường. Thì chờ nó xong thì mình sẽ làm tiếp anh em xem nhá, bởi vì cái bước này nó hơi lâu, anh em phải kiên nhẫn chờ đợi. Mạng chậm hay mạng yếu nó sẽ quyết định cho cái vấn đề cập nhật này, thì thường thường nó sẽ mất tầm 20 phút đấy là lâu nhất. Thứ mình cập nhật thì thường thường là 10 phút thôi. Hiện tại mạng bên mình đang chậm này thì mình sẽ cập nhật lâu, nhưng mà mình sẽ dừng lại video và mình sẽ tua nhanh đến cái đoạn mà mình cập nhật xong nhá. Ok anh em. Đó, sau khi cập nhật xong ấy, chúng ta cho vào cài đặt này. Chúng ta sẽ nhìn thế này. Ở đây thì nó sẽ là MIUI 12.5.5 này. Thì phải cái MIUI 12.5 trở lên thì chúng ta mới 12.5.5 trở lên ấy thì chúng ta mới cài được Google nhá. Mới cài được Google. Thì nếu 12.5.2, 15.2, 12.5.3 thì chúng ta không cài được, vì 12.5.5. Đó thì đơn giản thôi, khi cập nhật xong chúng ta lại vào cái Get App của MIUI Xiaomi nhá. Chúng ta gõ cái Google Play này. Đó, Google Play này. Rồi đây nha. Đó, thì nó sẽ ra luôn. À, Google Play này. Nó sẽ ra luôn và chúng ta chỉ cần ấn vào update thôi. Đó, chỉ cần ấn vào mỗi update thôi là chúng ta sẽ có Google Play luôn. Và khi có Google Play thì chúng ta có thể cài được những cái ứng dụng như là YouTube hoặc là Facebook, tất cả các thứ mà bên Trung Quốc người ta không được dùng ấy, mà khi cài xong thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta sẽ được dùng. Thế nhá. Đó, thì nó Google Play ở đây có này. Còn muốn xóa ứng dụng Trung Quốc đi thì đơn giản thôi, chúng ta giữ vào màn hình đây. Đó, sau khi nó hiện vào như này chúng ta ấn hết vào cái này để xóa hết ứng dụng của Trung Quốc đi, không chơi với Trung Quốc nữa. Đúng không? Đó, xóa hết đi. Bộ điện hết. Chỉ dùng ứng dụng của Google thôi. Đó, ấn vào install, uninstall này. Đó, xóa hết đi. Thế là ứng dụng Trung Quốc nó sẽ bay hết. Và bây giờ là chỉ còn ứng dụng của đây. Đây, xóa tiếp nha. Đây. Đó, bay hết rồi. Đó, chỉ còn có Google Play thôi. Thì vào cái Google Play, đăng nhập cái khoản Gmail vào. Và tải thôi, là dùng bình thường. Đó, đăng nhập được Google này. Ok, đăng nhập được tài khoản Google này. Ok luôn. Đó, gò vào đây dùng bình thường. Rồi chúng ta sẽ tải YouTube đi. Tải YouTube nha. Và xem được không? Đúng không? Đó, cái Google này. Sao có những cái gì Google cài hết vào. Còn những cái gì của Trung Quốc thì chúng ta không thèm dùng. Đó, chỉ cài những cái của Google thôi. Google Chrome này. À, Google tìm kiếm này. Đó, Google Chrome này. Là cài hết vào. Đúng không? Đó. Tất cả ứng dụng game kia là chúng ta có thể cài được bình thường. Đó, này, YouTube này. Vào xem bình thường chưa? Đó, ngày xưa thì nó chặn đúng không? Bây giờ vào xem bình thường này. Đó, K40 Gaming. À, đó chưa? Một bạn ở trên YouTube bạn cũng làm đấy. Về hai con này. So sánh với K40 Gaming và Xiaomi Poco F3. Đó, Poco F3 là K40 thường đấy. Đó, cài bình thường nhá. Còn nhân tiện mà khi chúng ta bóc hộp và chúng ta cài Google ấy, thì chúng ta nên tạo một cái tài khoản Xiaomi MIUI. Tài khoản Xiaomi nhé, tài khoản mình nhận là tài khoản Xiaomi để chúng ta unlock, xin quyền unlock. Đó, bởi vì là bây giờ thì chưa có tiếng Việt đâu, chúng ta cứ xin trước đi, unlock trước đi. Khi nào mà có tiếng Việt thì chúng ta cài thôi, bật cái develop vào lên. Cái này thì chúng ta có thể xem video mình hướng dẫn dùng con K40 ấy. Đó, tài khoản Xiaomi bật xong đúng không, bật cái trình gọi là develop option lên. Đó, khi vào develop option thì chúng ta lại ấn vào unlock sau YouTube là chúng ta add tài khoản vào đây. Nó phải có SIM 4G, phải có tài khoản Xiaomi. Đây thì ta mới add được.
sau khi hát xong là chúng ta chờ 7 ngày sau chúng ta unlock và khi nào có tiếng Việt chúng ta cứ thế là cài thôi. K40 Gaming thì bây giờ chúng ta cài hoàn toàn bình thường và Google bình thường như vậy rồi, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Đó, các bạn cứ làm theo hướng dẫn này của mình thôi, mà các bạn nào mà không thành công ấy thì các bạn comment video hoặc các bạn cứ gọi điện cho mình để mình sẽ hướng dẫn. Còn nếu mà các bạn muốn mua những chiếc K40 Gaming này thì các bạn có thể comment bên dưới video số điện thoại của các bạn, hoặc các bạn có thể vào Facebook là mm.vn luôn. Ở trên đấy thì mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các bạn online luôn, và các bạn có thể đặt hàng ở trên website nữa thì bên mình sẽ ship hàng cho các bạn, và bên mình có ship COD toàn quốc. Đó, các bạn bên mình hiện tại bây giờ đang đầy đủ các phiên bản 6GB, 8GB và 12GB. Đó, các bạn đặt hàng thì mình sẽ ship các bạn. Rồi các bạn làm theo video này của mình, các bạn cài Google, các bạn mình để Win Seal nhận hàng, các bạn phải thanh toán nhé. Và bên mình sẽ bảo hành 1 đổi 1 lên đến 30 ngày cho các bạn đặt hàng online, và bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng. Có nghĩa là lỗi các bạn, tất cả các lỗi các bạn đều được bảo hành hết. Mình sẽ gửi đi hãng Xiaomi để các bạn được bảo hành ở bên Trung Quốc. Thời gian bảo hành tương đối là nhanh thôi, cũng không chậm hơn Việt Nam là mấy đâu. Đó, bạn được bảo hành 18 tháng hoàn toàn. Đó, để mua hàng trực tiếp thì các bạn qua 170 Lạch Tranh, hiện tại mình có chỉ có một cơ sở tại đấy thôi, Hải Phòng nhé. Đó, còn các tỉnh khác mình chưa có. Các bạn còn cho mình một like và subscribe kênh YouTube nha. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.